chào mọi người nha. Thì hôm nay Smart Home giới thiệu với mọi người về một cái biển hiển thị về tỷ số bóng đá được lắp ở sân vận động. Kích thước của nó là chiều rộng là 1m, tính phủ bì chân này 1m này. Đấy, chiều dài là 1m65, chiều cao tổng là 2m. Còn cái bề thực tế của nó từ trên biển này xuống đến đây là tầm 1m2 này. Và kích thước 1m2 nhưng 1m65. Đấy. Thì mạch hiển thị về thời gian thực này, ngày tháng này, tên đội này, tên hai đội, và tỷ số này, hiệp này, thời gian bấm giờ này. Đấy. Chức năng điều khiển qua tủ điện này. Ở cái tủ này thì chức năng điều khiển cái tủ nhỏ. Tủ nhỏ này thì bên mình sử dụng các phím bấm. Đấy. Phím thì có 8 phím. Sử dụng led màu đỏ, màu trời, một màu. Đấy. Đây là mặt trước. Mặt sau thì có đóng thêm cái phần quạt tán nhiệt. Đấy. Rồi. Thế bây giờ mình điều khiển thì sử dụng điều khiển từ xa. Ví dụ số 1 thì là tăng giảm tỷ số, số 2 đấy. Số 1, 2 là tăng giảm, số 3, 4 trên remote cũng là tăng giảm, remote này giữ mức em nhé. Số 5, 6 thì là hiệp, tăng giảm hiệp đấu. Số 7 là tạm dừng trận đấu. Đấy, nhấn như cái thì nó chạy tiếp, và nhấn cái nữa thì nó dừng. Đấy, nhấn vào nút 8 thì reset toàn thời gian. Tên đội này thì sử dụng nút nhấn trên cái tủ khi nãy để điều khiển. Đấy. Nhấn giữ cái nút số 7. Đấy, nhấp nháy đấy, nhấn số 7 và số 8 để thay đổi. Đấy. 8 này dịch cần trỏ đấy. Số 6 với số 7 là để thay, số 6 7 đi. Rồi ok.